Nhạc sĩ đánh giá này, nhạc sĩ trẻ anh chơi nhạc theo đúng thể điệu bolero ở Việt Nam và thể điệu solo rock ở Việt Nam, chứ không phải giống như là cái nghệ sĩ bên này. Tại vì anh trẻ mà, tôi nghĩ rằng cũng chắc là cũng có liên quan tới tổng lãnh sự. Và tiếng hát của Lệ Hằng cho tới giờ phút này, chị sau một thời gian, thưa quý khán giả, một sự hy sinh rất lớn. Tháng 9 năm 2011, tôi, Việt Weekly và Phố Bún Ra TV về Việt Nam. Và cái sự trở về Việt Nam của tôi, mặc dù trên cái tinh thần là tác nghiệp báo chí, tham dự đại hội truyền thông lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Nhưng ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng tới cả một cái sự nghiệp văn nghệ của Lệ Hằng. Quý vị có thử tưởng tượng rằng á, chúng ta một con người á, bao giờ cũng có hai cái, một cái sở trường, một cái sở đoản. Một cái sở trường của mình bị cấm hát như ca sĩ Lệ Hằng. Cái tháng 9 năm 2011 khi về Việt Nam thì ngay cái mùa xuân năm 2012 đó, tất cả những chương trình chúng ca sĩ Lệ Hằng có sẵn rồi đều bị hủy bỏ hết. Bởi vì họ nói rằng muốn đánh thằng Nguyễn Phương Hùng là phải đánh con vợ nó. Buồn lắm chứ. Nhưng thôi, vì đất nước mình phải hy sinh, ngậm đắng nuốt cay. Mặc dù chúng tôi đi hát này, chùa này, nhà thờ này, gửi lại tiền tiền cát xê, có những nơi trả tiền cát xê rất cao, mình lấy một nửa để trả chi phí máy bay, tại vì đi hát xa mà, đi hát ở Montreal ở bên Canada nhé, mình chỉ lấy vào cái phần chi phí mình thôi. Lúc đó thì tinh thần của ca sĩ Lệ Hằng xuống rất thấp. Nhưng mà khi mà được về Việt Nam, mà được hát với trên sân khấu của Lan Anh, trên cái trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam, thì chúng tôi tìm lại cái sự tự tin. Bởi vì chúng tôi về với lại trên 90 triệu dân trong nước. Chúng tôi không sống với lại một cái nhóm người mà càng ngày họ càng chứng tỏ rằng cái sự cực đoan của họ cực kỳ luôn. Và chúng tôi nghĩ rằng cái phần chọn lựa của chúng tôi đúng. Và cho tới ngày hôm nay, Tổng lãnh sự đại diện cho nhà nước Việt Nam và ở trong Việt Nam vẫn trân trọng tiếng nói của KBC hải ngoại và tiếng hát của ca sĩ Lệ Hằng. Đáng nhẽ là chúng tôi, nếu mà kịp á, thì chúng tôi đã tổ chức chương trình văn nghệ của VTV ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà rất tiếc, chúng tôi phải chuẩn bị đám cưới cho con gái vào 2 tuần nữa. Thành ra không thể một lúc mà làm cho nhiều công việc, mà nhất là từ ở Việt Nam nữa, rất là khó. Xưa chúng tôi đã liên lạc với lại Bến Thành Production, đã dự trù làm một chương trình về tiếng tiếng hát của những nhạc phẩm của Lam Phương với tiếng hát của Lệ Hằng, cộng thêm một vài ca sĩ trong nước. Nhưng mà chương trình đó cuối cùng thì lại cũng phải hủy bỏ. Hy vọng tháng 3 này khi về đó thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình văn nghệ rất là đặc biệt. Sẽ quay video. À, chúng tôi xin miễn tiết lộ trước. Nhưng mà ngày hôm nay nói chuyện với các bạn chỉ mục đích là, thứ nhất là ngày mai không có chương trình hội luận như bình thường. Thứ hai là tường trình cho tất cả quý vị cái diễn tiến ngày hôm qua. Một cái buổi tất niên
chúc mừng anh Nguyễn Hùng Minh đã thành công trong việc tổ chức. Tất nhiên tất cả mọi người đều vui vẻ. Anh Nguyễn Nhân lần đầu tiên được tham dự vào một cái sinh hoạt của Tổng lãnh sự. Anh bảo anh Hùng ơi, may quá được biết anh, được biết KBC hải ngoại và được anh ghi danh cho vợ chồng chúng tôi tới tham dự cái buổi tiệc này, và quen biết được rất nhiều người. Mình không có ngờ rằng là cái cộng đồng mình cũng có rất nhiều người ở nơi đây. Chúng tôi ngày hôm qua đã lấy hơn một bàn lận. Thì anh Phượng, Nguyễn Thế Phượng vì bà cụ đau bất ngờ phải vào nhập viện, thành ra không thể đi được. Còn ngoài ra nhân tiện đây đó thì khi mà chúng tôi nói chuyện một cái bàn khách, ông này cũng có ủng hộ cho vào quỹ Trường Sa, và thì một người ở trong bàn hỏi tôi là anh Hùng, cái anh gây quỹ này đó là Trường Sa mất Trung Quốc nó chiếm hết rồi, Trung Cộng nó chiếm hết rồi, mình chắc cái tiền này mình gửi cho ai? Tôi bảo không anh, lúc nãy tôi nói trên sân khấu rồi, chúng ta có 9 đảo nổi và 12 đảo chìm, tổng cộng 21 đảo. Và hình như là chúng ta đã lên được cái hai cái đảo tân tạo nữa, thành 23 nữa cơ. Cái đó thì chúng tôi không dám xác nhận, chúng tôi không biết. Nhưng mà đó, 21 đảo mình vẫn là nhiều nhất trong số tất cả các nước mà có đảo ở ngoài Trường Sa, như là Philippines, Trung Quốc họ chỉ có 8 đảo thôi. Rồi Singapore, rồi Malaysia, rồi... Thì mình là những quốc gia có nhiều đảo nhất. Họ không biết. Mặc dù ông ta là người ủng hộ nhà nước Việt Nam mình. Chỉ cái vì tại vì thông tin nó bị bưng bít. Nhân tiện đây chúng tôi nói với lại đề nghị cái ủy ban phát huy tinh thần Biển Đông. Quý vị nên tổ chức những chuyến đi nói chuyện tại nước Mỹ. Để cho mọi người biết là Trường Sa mình hãy còn. Trường Sa mình còn đó. Thêm một đề nghị nữa cho nhà nước Việt Nam và cái ủy ban người Biển Đông mình nên có những cái phái đoàn để đi ra du thuyết nói chuyện tại các trường đại học. Cái đó là chuyện nhiệm vụ của Tổng lãnh sự, của đại sứ. Chúng tôi nghĩ rằng tân đại sứ Hà Kim Ngọc sẽ làm nên cái chuyện này. Chúng tôi sẽ viết cái đề nghị lên cho đại sứ Hà Kim Ngọc. Tháng tới ông sẽ tới ra nhiệm, ra nhậm chức. Gia Bảo nói cháu thấy bác Peter Nguyễn dạo này có cái gì